Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mới trên kênh YouTube của XT Mobile. Galaxy S22 Ultra mới được ra mắt. Đây là một con máy rất là đặc biệt bởi vì là nó sẽ mang một cái ngôn ngữ thiết kế giống với con Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mà mình đang có ở đây. Nhưng cái mức giá của nó lại lên tới gần 30 triệu. Tất nhiên với một số tiền đó thì rất ít trong số người dùng của chúng ta có thể tiếp cận được, đúng không nào? Thì thay vì lựa chọn con Samsung Galaxy S22 Ultra thì chúng ta vẫn có thể là lựa chọn con Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G này. Mức giá chỉ bằng một nửa nhưng mà nó vẫn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm giống như là trên con Samsung Galaxy S22 Ultra. Vậy thì với mức giá 15 triệu bỏ ra để sở hữu con Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản Hàn này, liệu có đáng ở thời điểm này hay là không thì bắt đầu video luôn nhé. Thì mình sẽ nói về phần thiết kế của nó. Nếu như mà nhìn mặt trước như thế này thì chắc chắn các bạn rất là khó để phân biệt giữa con này và con Samsung Galaxy S22 Ultra, đúng không nào? Bởi vì nó vẫn sẽ là một kiểu thiết kế màn hình tràn viền cực kỳ là đẹp. Phần camera nốt ruồi trên này cũng được làm gọn gàng cho nên là khi nhìn vào thì nó vẫn còn cực kỳ là cuốn hút. Còn phía đằng sau mặt lưng thì với cái kiểu thiết kế camera được làm liền khối như thế này thì nó sẽ mang lại sự nổi bật và hầm hố hơn so với con Samsung Galaxy S22 Ultra khá là nhiều. Về độ thẩm mỹ thì cũng tùy người thôi, nhưng với bản thân mình thì mình vẫn sẽ thích cái kiểu thiết kế camera này hơn là con Samsung Galaxy S22 Ultra. Nhưng mà cái điểm trừ đó chính là nó bị lồi lên quá, cho nên là lúc để trên mặt bàn như thế này thì nó sẽ kênh lên một chút khá là khó chịu. Nhưng mà nếu các bạn mang ốp vào thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, cho nên là điều này cũng sẽ không còn quan trọng lắm. Chắc chắn khi mà các bạn mua những con máy đắt tiền như thế này về thì kiểu gì cũng sẽ mang ốp vào, đúng không nào? Về màn hình trên con này thì nó sẽ có một cái kích thước cực kỳ là lớn. Tấm nền sẽ là Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K+, cùng với tần số quét cao lên tới là 120Hz. Nhưng vấn đề của nó đó chính là nếu như các bạn muốn bật 120Hz trên màn hình này thì các bạn sẽ chuyển về độ phân giải Full HD+ cho mình. Còn nếu như các bạn chuyển về độ phân giải là 2K+ thì cái tần số quét của nó sẽ chỉ là 60Hz mà thôi. Thì đây sẽ là một cái điểm thua thiệt của nó so với những con máy đàn em của nó như là S20 series trở lên. Nhưng các bạn cứ yên tâm bởi vì khi mà để ở chế độ là Full HD+ ấy thì nó vẫn sẽ cho một khả năng hiển thị cực kỳ là tốt. Cho nên nếu như các bạn sử dụng thì cứ chuyển về 120Hz dùng cho nó mượt mà. Còn về khả năng hiển thị thì nó cũng rất là tốt rồi, cho nên là các bạn đừng có lo. Tiếp theo về cấu hình của con Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc này thì nó sẽ được trang bị con chip đó là Snapdragon 865+ với dung lượng RAM lên tới là 12GB. Mặc dù là ở thời điểm này chúng ta đã có Snapdragon 8 Gen 1 rồi, nhưng đối với Snapdragon 865+ trên con Note 20 Ultra này nó vẫn còn mạnh mẽ chán chứ nó chưa hề bị đuối đâu. Nó vẫn sẽ đảm bảo được là việc sử dụng hàng ngày cực kỳ là mượt mà. Các bạn chỉ cần chạm vào là nó sẽ phản hồi ngay lập tức. Còn với khả năng chiến game thì phải nói là vô tư. Từ những tựa game phổ biến như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, bật max setting thì nó vẫn sẽ cân được một cách mượt mà, chả có vấn đề gì với con Snapdragon 865+ này đâu. Còn những tựa game quá là nặng như là Genshin Impact thì mình sẽ không bàn tới, bởi vì Snapdragon 888 nó còn vật lộn chứ nói gì con Snapdragon 865+ này, đúng không? Một thứ tiếp theo sẽ là một điểm đặc trưng mà khiến rất là nhiều người gắn bó với dòng Note, đó chính là cây bút S-Pen. Nó sẽ hỗ trợ cực kỳ là tốt trong học tập cũng như là công việc. Ví dụ như là đối với những content creator giống như mình thì có thể là ghi chú những ý tưởng một cách rất là nhanh chóng, hoặc khi đi họp thì các bạn chỉ cần cầm theo một con điện thoại như thế này để ghi chú, chứ không cần thiết là phải cầm theo một cái cuốn sổ để ghi chú hoặc là laptop làm gì cho công kênh. Và khi ghi chú xong thì các bạn có thể là xuất ra rất là nhiều định dạng file khác nhau, rất là tiện. Hoặc đối với những bạn nào là designer thì có thể là dùng nó để vẽ vời luôn cũng được, vì cái độ chính xác trên cái bút này cực kỳ là tốt, cũng như là về độ trễ của nó chỉ là 9 mili giây mà thôi. Và màn hình này nó cũng to cho nên là việc tì tay trên màn hình viết cũng khá là thoải mái. Còn các tính năng không dây khi mà sử dụng cái S-Pen này cũng rất là nhiều. Ví dụ như là các bạn có thể là dùng nó chụp hình từ xa này, zoom ra zoom vào hoặc là chuyển đổi giữa các chức năng cũng rất là tiện. Nói chung đó cũng chỉ là một số tính năng mà mọi người thường xuyên sử dụng mà thôi, chứ thực ra cũng còn rất là nhiều tính năng khác nữa, cho nên là các bạn cũng tự tìm hiểu nhé. Tiếp theo về camera thì vẫn gọi là ngon ở thời điểm này, với cảm biến chính lên tới là 108 MP cho ra những bức hình có màu sắc chi tiết cực kỳ là tốt. Còn về camera tele thì nó vẫn sẽ hỗ trợ zoom quang là 5x và chất lượng chi tiết cho ra vẫn ok, vẫn sắc nét. Nói chung về camera của con này thì nó đáp ứng cực kỳ là tốt trong cái nhu cầu chụp hình hàng ngày rồi, cho nên là các bạn cũng đừng quá lăn tăn. Nếu mà so về chất lượng với S21 series hoặc là S22 series, trong điều kiện thông thường thì nó cũng sẽ không thua kém quá là nhiều đâu. Nó chỉ kém ở khoảng là camera zoom thôi, nhưng thực tế thì mấy ai sử dụng đến 50x hay là 100x, đúng không nào? Còn về pin, đối với phiên bản Hàn được trang bị con chip Snapdragon 865+ thì nó vẫn sẽ cho một thời lượng sử dụng pin tốt trong vòng một ngày. Và theo mình trải nghiệm thì nó sẽ cho một thời lượng sử dụng pin tốt hơn phiên bản đang bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, được trang bị con chip Exynos 990, cho nên là về khoản sử dụng pin trên con này thì vẫn cứ là ok, vẫn cứ trâu bò. Thì đó, với số tiền khoảng là hơn 15 triệu cho con Samsung Galaxy Note 20 Ultra ở thời điểm này thì vẫn sẽ là một lựa chọn cực kỳ là xứng đáng dành cho các bạn. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên để làm một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của XT Mobile. Bye bye.